các cụ chia sẻ cho người thân gia đình và những người tham gia mà đi hướng đi ship đội mũ bảo hiểm nhá. Cảnh sát tuyết hết những người không mũ bảo hiểm, rất là đông anh em hướng Đông Giao sang visit chơi là đã bị tuyết rồi đấy. Đấy, có cả bác Hùng với anh Tuân đã bị tuyết. À, hướng visit với các cụ nhé. Sát giao thông về tận đầu làng Bái Dương khổ không, ai mà không để ý là hỏng người đấy. Cảnh sát giao thông về tận đầu làng Bái Dương bắt những người nào đi chơi vi ship mà không đội nón nha, rồi chị em công nhân đi làm về nhá. Anh em chia sẻ lên để cho nhiều người thấy, không thì dễ bị tuyết vào lắm, đông lắm, đông người bị tuyết vào lắm. Dính nhiều lắm, bắt không xỏe, cứ bắt thì lúc bắt thì có người đứng thì nó chứ không bắt người khác chạy được qua, nhưng mà khi mà bắt xong làm việc xong lại bắt tiếp. Đấy, bạn kia có mũ bảo hiểm vẫn bị bắt kìa. Không những bắt không bảo hiểm mà có bảo hiểm còn bắt nhá. Cho nên anh em chấp hành luật và chia sẻ đến cho mọi người thấy còn tránh nhá. Nhất là anh chị em ở Đông Giao sang V-Ship chơi nhá, đội mũ bảo hiểm vào. Đấy, một hàng dài bắt xếp hàng đứng đợi người thân mang giấy tờ đến. Mình quay trên lóc nhà xuống thôi, quay ở dưới chắc có người ra đuổi không cho quay mà. Đây, quay lại đưa lên đây cho anh em ở Thái Lai, Đông Giao các thứ mà sang hướng V-Ship chơi thì báo người nhà hoặc là gọi điện cho người nhà là có tị về thì cần mũ thì anh em mang mũ sang nhé. Chứ không thì bây giờ hướng về là hơi đông vẫn bị bắt đấy. Đông Giao, Thái Lai thấy có người bị bắt hết rồi đấy. Sang V-Ship chơi nhất là bảo anh nào đi nhậu mà người nhà đi nhậu thì phải dặn đấy nhé. Anh em Đông Giao là mấy người bị bắt rồi, ai mà sang V-Ship nhậu thì điện cho gia đình hoặc là sang mà đón, chứ đừng để về rồi hỏng người đấy. Đéo cắm chốt tận đầu làng Bái này. Anh em chia sẻ cho những anh em nào đang đi nhậu V-Ship vì còn thấy nhá, không thì ăn đủ đấy. Cố mà chia sẻ gỡ được cho ông bạn nào đi nhậu về thì tốt. Ông bây giờ là chủ yếu là đang bắt hướng V-Ship về này, công nhân rồi là đi nhậu đi chơi về này. Đấy, hướng V-Ship này xanh xanh đỏ đỏ này. Này, đi nhậu về mà bị bắt có tội không? Ngay cổng chào vào một đoạn thôi, cổng chào làng Bái vào đoạn thôi. Rất nhiều anh em đang ngơ ngác, như là lighter ngơ ngác vì không nghĩ rằng khu đầu V-Ship Bái Dương mà lại bị
cảnh sát giao thông cắm chốt. À, có trường hợp đi qua thì chắc họ đang làm việc với người khác, họ không bắt. Có rất nhiều người không đội mũ cũng không bắt là vì họ đã bắt đang làm việc với một số người họ không bắt, nhưng mà khi làm việc xong là bắt đầu họ lại quay ra bắt tiếp. Có người may mắn thì lúc nó đang bận nó ghi chép sổ sách thì nó không bắt, còn không may mắn thì nó quay ra nó ngoắc vào. Một số người mà đội mũ nó còn ngoắc vào mà. Anh em chia sẻ cho người thân người nhà biết mà tránh, chắc cái khu này toàn anh em mình sang chơi khu VIP nhiều lắm, nhất là anh em là có hơi rượu vào là hơi mệt đấy, là nó sẽ giữ lại làm việc hơi lâu để mà gì thì tôi không biết, đo hay là đo ví hay đo cồn không biết nhá. Không dám ra quay gần, vừa ấy có người ra quay gần nó đuổi, có người đuổi cảnh sát giao thông nó đuổi, rồi là có người kiểu như là bọn ship sữa sao ấy, nó đuổi nó mà không được quay. Thì như có tiếp thị sữa sao ấy. Đấy, các bà các chị là dễ bị bắt nhất. Và các anh chở theo con nhỏ mà không mũ bảo hiểm thì chắc chắn sang đây là nó hay kiểm tra nồng độ cồn rồi. Không biết có đo nồng độ cồn không, nhưng mà những người đấy là nó sẽ giữ lại làm khó khăn. Bắt mười mấy cái xe đứng ở một chỗ kia rồi, xếp ở kia rồi. Nhiều anh chị em thấy thì quay đầu lại, không biết ai mà liều mới đi là dính. Ái chà, anh kia đã không đội mũ còn nghênh ngang này còn đi chậm nhìn chúng nó nhỉ. Nói chung là nó nhìn mặt bắt hình dong thôi. Cứ anh nào mà chở con là dễ bị bắt nhất. Vợ chồng anh Tuân ở trạm bơm Đông Giao vừa ấy là có chở theo con mà nó tít lại luôn ấy. Chắc là nó nghĩ vợ chồng đi ăn là có hơi rượu hơi men thì là nó tít. Ô, hình như anh Tuân vẫn còn ngồi kia kìa, anh Tuân bị bắt đầu tiên. Anh Tuân nhà ông Song ở Đông Giao kìa, vẫn còn ngồi kia kìa, hình như chưa giải quyết được. Anh Tuân chị Phượng ấy, bị bắt đầu tiên. Vẫn còn ngồi kia, chắc vừa anh cãi rồi, anh không xin mà anh cãi rồi. Ở khu đô thị VIP Lương Điền đầu làng Bái Dương nhá, Tuyết Nguyễn nhá. Có anh Tuân là trường hợp là bị bắt đầu tiên mà bây giờ vẫn còn đang ngồi kia, chắc là vừa anh cãi rồi. Anh bảo là sang ông ngoại mượn xe giấy tờ đầy đủ, em sợ gì. Nói hơi to ra, vừa anh nói hơi to ra. Không biết có cái luật nào mà cảnh sát giao thông được lập chốt ở đường làng không nhỉ? Ví dụ tuần tra thì mình chấp nhận được, tuần tra xem các cái xe cơ giới quá tải hay là không được đăng kiểm như là công nông các thứ thì mình chấp nhận được, chứ còn lập chốt ở đường làng này thì mình thấy là nó cũng hình như là không có luật nào sao nhỉ. Văn Thắm về tới đầu làng, cô Thắm về làng, Văn Thắm là cô Thắm về làng rồi đấy. Hoàng Minh về bà ngoại cũng không sao, đi bộ, em đi bộ mới đi ô tô làm sao.
Không biết có cái điều luật nào mà cảnh sát giao thông được lập chốt ở đường nào không nhỉ? Mình chỉ thấy là được tuần tra thì công nhận là được, vì tuần tra để bắt những cái xe mà không được đăng kiểm như là công nông các thứ. Nhưng mà lập chốt là mình thấy là không có lý. Có một trường hợp Đông Giao nhá, anh Tuân Phượng mà bị bắt đầu tiên, trong tốp đầu tiên là đến nay phải gần một tiếng đồng hồ anh vẫn ngồi đấy chưa được giải quyết. Khả năng lúc đầu là anh ấy hơi nói to. Anh bảo sang bà ngoại làng bên mượn xe giấy tờ đầy đủ sợ cái gì. Thấy nói to to sao ấy. Bác Sơn Viện ạ, à, Đông Giao bị bắt nhiều lắm. Đây lùi ra đây xem nó có chói cái đèn, vẫn chói cái đèn. Cái đèn của cảnh sát giao thông, cái đèn ắp quy nó sáng lắm. Ôi, mình hỏi làm gì? Mất công. Nhưng mà theo anh nghĩ thì nó không có cái luật lập chốt ở đây. Nếu mà tuần tra ấy, hai xe tuần tra để kiểm tra các cái xe quá khổ, quá tải, xe không đăng kiểm như công nông, đầu dọc, đầu ngang các kiểu ấy thì khả năng được, chứ còn lập chốt thì khả năng không đúng. Còn nếu lập chốt đây thì phải có giấy tờ chuyên đề của tỉnh, của sở nó ra để tổng kiểm tra thì may ra thì có, nhưng mà cái đấy là hiếm, không có. Đúng rồi, ngay giữa làng mình ấy, vào với ship này, không phải đầu với ship nhá, mà ở đường làng Bái luôn ấy, chỗ cổng Nhông Việt ấy. Sát cổng nhà này ra chỉ có 30 mét thôi. Không cần đi bộ, đi xe máy được, nhưng mà đội mũ bảo hiểm vào. Đấy, lại thêm vài em xe nữa chui vào rồi. Cứ không ấy, nó đang rảnh là nó vẫy hết. Còn lúc nó đang viết biên bản hay là nó đang kiểm tra xem giấy tờ thì ông nào chạy được lúc đấy thoát, còn không là gần như không thoát. À, đấy là đoán thế, nếu có chuyên đề, nhưng mà làm chỉ có chuyên đề kiểm tra hay là thổi nồng độ cồn thì nó phải là ở ngoài quốc lộ, chứ còn ở thôn thì mình nghĩ là không có. Không được phép tuần tra đường liên xã để kiểm tra hai xe máy, kiểm tra công nông, đầu dọc, đầu ngang hoạt động, mà kiểm tra cái đấy gần như kiểm tra tuần tra ban ngày thôi. Còn tối này thì không, hình như là mình không hiểu luật, nhưng nói không biết sai thì mọi người bổ sung, chứ không có cái luật là lập chốt ở đường liên thôn, đường liên xã, như ở đường trên đường liên xã đổ nhựa như trên ủy ban ấy thì may ra được lập chốt, chứ còn đường liên thôn thì khả năng là không. Liên xã liên huyện thì may ra có, chứ còn đường liên thôn khả năng là không có cái phép lập chốt. Không biết mình nói thế có đúng không, hay là thầy mù xem voi, thầy bói xem voi. Giao thông liên xã liên huyện thì khả năng là có, thôn thì mình không thấy. Theo hiểu biết nông cạn thì chắc là không có. Rất đông xe nhá, phải tầm 20 cái xe bị bắt rồi nhá.
trong đó là thấy có anh Tuân Đông Giao, trạm bơm Đông Giao là bị bắt trong cái top đầu tiên, khả năng bắt đầu tiên mà đến giờ là chưa được rời đi. Anh em mà có người nhà đang đi nhậu khu V-Ship nhớ điện cho người ta này, về hướng khác không thì đội mũ bảo hiểm hay hoặc thuê người sang đón nhá. Chứ này mà đi nhậu về mà có hơi men bắt vào là hơi bị mệt đấy. Nãy cứ tưởng là có vụ tai nạn chạy ra xem gặp ngay ông Tuân với anh Hùng Thường bị bắt, chắc là bị bắt, hai người bị bắt cái top đầu tiên. Mời cụ vào đây, đã bị xem nào, cũng đội mũ bảo hiểm bên gì, đội mũ bảo hiểm vẫn bị tít vào đây đây. Được đi ngay. Các cụ cứ bình luận lẫn nhau nhá, em xuống cái nhà tí. Đen thì các cụ đi sang V-Ship chơi về bị bắt cũng đen.
các cụ ấn nút like cái nhỉ, bình luận lên cái để biết ai đang xem nhỉ. Rất là đông người đang bị tắc nghẽn. Cụ nào mà đi nhậu với xít là không có người phím nữa là chết giả đấy. Có hơi men mà đi xe máy không mũ bảo hiểm nữa là chắc chắn là bị tít vào. Nguy hiểm lắm. Trực tiếp làm sao 7-10 triệu hả? Suốt bùi không sao đâu, người dân được giám sát, cảnh sát giao thông có ảnh hưởng gì đâu, mình có nói xấu nói xa gì đâu, mình chỉ thắc mắc là không biết, là không hiểu luật là đường liên thôn này có được lập chốt không chứ. Bảy mươi triệu là phải bôi nhọ hay là gì người ta chứ, còn mình có làm gì đâu. Người dân được quyền giám sát, không có cái luật cơ sở nào để phạt người giám sát giao thông, thậm chí người ta quay trực tiếp ở đấy không phép được phép đuổi, chẳng qua mình không muốn lằng nhằng thôi chứ cần. Anh chị em mà có người đang đi làm ở khu nghiệp mới lại chơi visit thì tang tên vào, tang tên vào để cho người đi làm biết mà chấp hành khi tham gia giao thông, đội mũ bảo hiểm bất cứ. Rồi anh em đi nhậu thì thuê taxi mà về, chấp hành luật giao thông như. Vậy hả suốt bùi, thế mới đang lo là những anh em mà có người nhà mà đang nhậu bên vi ship thì tang tên vào và thì thuê xe mà về, hoặc là gọi người nhà sang đón. Nhưng mà có thấy thổi nồng độ cồn gì đâu, thì tới nãy giờ toàn thấy bắt người không mũ thôi à. Ô bạn kia rõ có hai mũ vẫn quay lại. Nói chung nhậu thì ở khu visit này, cái hướng này đi nhậu thì cũng ít, chủ yếu anh chị em đi uống nước,
tít vào, nếu không đội mũ thì người ta hỏi anh giấy tờ, không có giấy tờ thì này chạy về nhà lấy nó mất thời gian. Không vậy hả sĩ? Anh không biết. Thế thì khả năng là thế rồi, thế mà bắt ở cái khu visit, khu nhậu á, có bác chơi xuống dắt xe rồi. Dắt xe thì không làm gì được, tôi không đi. Bác ấy thật thông minh ấy. Dắt đến đoạn đến cổng nhà mình lại chạy đấy. Nói chung lâu cũng chả đi ra đường, cũng không cập nhật được thông tin là có cái vụ đấy sĩ ạ. Nói thật nói thì mình cũng thấy tội những người mà đi vô tình, tự nhiên là nó đang an bình mà hôm nay mình thì là nó thấy tội, nhưng mà mình nghĩ làm cái này cũng có cái hay, vì khi mà cái khu đô thị nó về qua làng này này, nhiều thanh niên cổ báo bộ vô bộ biết đi kinh lắm, nếu mà làm vài lần như này thì người dân nâng cao thì bọn đấy nó cũng chờ đi suốt mùi ạ. Chê trách gì thế này, nhưng mà chỉ thấy là nó không, nó đột xuất quá thì anh chị em không kịp đỡ thôi. Một số anh chị em công nhân thì nữa, một số anh chị em công nhân ấy ở nơi xa về đây tiền nó có mua xe 2-3 triệu để lấy giấy tờ thì làm ấy suốt bùi đó, bây giờ mà bị vô tình tiếp vào ấy là khó có cách giải quyết để ra. Báo đi thì khiếp lắm, người dân ở đây thương thương mấy cái anh em nhậu thì mình thấy bình thường, nghĩ ra có tiền nhậu thì mình bán thì sẽ sợ, sợ mấy anh chị em ở xa về đây là trọ trong này là tiền là khó, mình chỉ 2-3 triệu đi làm thì bắt đấy là gần như là không biết có cách giải quyết, nhưng mà hành chính là xe và đặt giấy tờ làm thì chắc là mai bộ. Mày đội mũ đi, mày về có gì mày giả thằng ba đi. Và không thì mày đi ra khu công nghiệp đi ship, mày đi nguồn vào Đằng Mao đi, đi hành ra đường con rồi đi về đường đi đi thôi. Bắt đầu làm mày đi ngược ra khu đi ship đi về. Hai nữa là mày ra ở trong đấy thiếu gì mũ bảo hiểm, người ta đi bây giờ bắt chứ là bắt được cái gì về ấy, bắt là một con người chính ấy, mình như thế này gần như không bắt đâu. Còn mày ở đấy mày lấy cái mũ bảo hiểm mà làm sao bắt được vậy hả sĩ? Thế thì anh mới cập nhật được từ mình trước nên là không có, thì bây giờ nó lại mới ra thế thì à Dương mình bây giờ nhá, sĩ nhá, con bác Tô Lâm là về làm giám đốc công an tỉnh Hải Dương rồi. Đấy cho nên là cũng khả năng là cũng nghiêm đấy. Phải không anh em, có phải con bác Tô Lâm về làm giám đốc công an tỉnh Hải Dương không? Nếu mà nghe không nhầm là con của ông Tô Lâm là về làm giám đốc công an tỉnh Hải Dương. Thế thì mấy anh em mà công nhân ở các cái nơi xa về đây làm công nhân ấy, tiền không có thì mua tạm cái xe 2-3 triệu đi ấy. Thì mà người ta niêm khiết thì chắc là mất xe. Xe ông giấy tờ thì mất xe. Chào Hòa đại nhân nhé. Thì đúng rồi, thế thì bây giờ mình không lo cho các bác có lồng độ cồn, các bác cái con lồng độ cồn thì bác có tiền đi nhậu, các bác có tiền đóng phạt, mình đang lo mấy anh em chị em công nhân ở các tỉnh xa ấy. Bây giờ đang nói chuyện là các chị em anh em công nhân tỉnh xa về mua tặng cái xe để đi làm, thì thường thường cái xe đấy là không sang tên, có giấy tờ thì chưa sang tên, không sang tên thì xe thì cũ vài 3 triệu, hoặc là cũng có cái xe có thể là không giấy tờ mà vô tình mà bị
gọi vào là khó có thể lấy xe ra được. Về đây đã phải chọn chiếc rồi, xong bắt đầu lại mua cái xe rẻ rẻ để làm phương tiện đi lao động mà bác vào thì cả nó cũng khổ. Biết các anh có linh động hay không? Ở ngay đầu Bái Dương hướng gần giữa VC, đô thị VC Bái Dương Phúc Đạt Ma nhé. Ôi dồi ôi, anh Tuân, anh ra thấy chú nói hơi to, chú bảo vượt xe đầy đủ giấy tờ thì sợ cái gì, hay chú không nói to như anh Hùng, như anh cứ nói thế có khi anh Hùng nhớ mất bao nhiêu. Anh Hùng thường anh ấy nói vào ông các người ta làm đúng luật đi, còn cãi gì nữa, còn bênh cảnh sát giao thông thì cả lăng anh Hùng thường có mất tiền đấy, mồm miệng đỡ chân tay thôi chú Tuân ạ. Cả lăng cùng chú Tuân với anh Hùng thường cùng đi bắt, và anh Hùng thường anh nói câu đấy là cả lăng cũng trong cái giấy tờ là như anh về nói câu hợp lòng mấy chiến sĩ cảnh sát giao thông mà người ta anh Hùng nói thêm đúng, đúng người này nhưng chạy đồng người kia. Thế anh đang bảo là cái vụ của chú với anh Hùng ấy là anh Hùng anh nói câu ấy hợp ý với mấy đồng chí cảnh sát, cả lăng anh chỉ bị kiểm tra giấy tờ thôi, có phạt thì chắc cũng lên trăm dặm. Nói chung là đi ra đường thì anh em nên đội cái mũ bảo hiểm. Bây giờ giấy tờ xe thì có thể là nâng cấp cái thẻ căn cước công dân lên mức 2 ấy, thì mang cái thẻ căn cước công dân hoặc là mang cái điện thoại đã tích hợp thì vẫn là ok được. Còn cái mũ bảo hiểm thì nó thật là đội người ta bắt đội cho mình, bảo vệ cho mình, không may thì hôm nọ như con gái nhà này đấy, đang đi ở chỗ mẫu giáo ấy, có hai đứa không biết đông dao đâu ấy, nó quàng vào tay lái ngã, mà may đội mũ một người thì xây xước hết, không đội mũ thì đúng là có khi đầu còn phải đi chiếu chụp mất hàng dăm 70 triệu ngay, nhưng may đội cái mũ bảo hiểm thì ngã xây xước chân tay và không sưng không đau, thì nó chỉ xước thì không phải đi kiểm tra. Nhưng hôm đấy mà không đội mũ bảo hiểm là chắc chắn là phải đi chiếu chụp các kiểu đấy. Nếu mà ngã sơ sơ thôi không đội mũ bảo hiểm đi chiếu chụp thì em bảo là cắt lớp cắt niếc đơn giản để rẻ, mất 5-10 triệu lại mất thời gian mất công. Thấy chưa, anh Hùng còn bị lặng hơn à. Thế là anh Hùng nói đấy, nhưng anh Hùng ngồi đằng sau, ngồi sau xe thằng khác chở. Sợ nhất là anh em ở Đông Giao sang đấy nhậu, bắt đầu vừa còn không giấy tờ mà lại có nồng độ cồn là hơi mệt. À Đinh Hương à, cảnh sát giao thông nó về ngay cửa nhà anh, nó bắt ở đường làng. Lập chốt ở cổng gần nhà anh mà Đinh Hương. Nói chung cũng đúng thủ tục đấy, cũng ba chiến sĩ trở lên chứ không phải là ấy đấy, chắc mình nghĩ như sĩ nói là đúng. Hòa đại nhân. Nói chung là đi taxi và không thì kêu người nào chưa uống rượu trở về được, không sao, không đến nỗi mà phải đi taxi. Ớm mà có tiền nhậu tiền phạt tính đéo thì đóng góp cho ngân sách nhà nước để giải quyết cái an sinh xã hội mà, hòa đại nhân. Bây giờ người ta thu ngân sách thì
lại đầu tư cho đường trường trạm các kiểu, họ đại nhân mình có tiền ăn nhậu tính gì. Nói chung là ăn uống thì khó, ở làng không bằng ăn ở ngoài đường đâu. Ngoài đường nó nghĩa là làng này có người giám sát, người kiểu như camera chạy cơm vây quanh, họ làm là đúng là không ăn gì đâu. Đinh Hương ạ. Hình như là thu dọn về rồi đấy Hòa đại nhân ơi. Hòa đại nhân ơi, họ đang thu dọn về rồi. Nhậu thì cố mới được một két thì kêu két nữa là về là càng say về càng an toàn vì thu dọn rồi. Thu dọn rồi nhá. Ừ, Đinh Hương. Con của bác Tô Lâm bây giờ làm giám đốc công an tỉnh Hải Dương mà. Thế nên là chắc cũng làm ngặt. Về tới đây thì về cái an toàn giao thông về trật tự xã hội khả năng là được nâng cao. Nói chung là mình không chê trách thì họ đứng ở đây đâu, chỉ thấy thương thương nếu mà những vị mà ở nơi xa, ở miền núi Cao Bằng, Sơn La, Lai Châu thứ về đây làm nhân này, mua cái xe mà chưa sang tên rồi là xe không giấy tờ làm phương tiện đi lại ấy. Nói chung là đi nhậu thì vi ship hay không đâu thì đi nhậu cũng nên đi tố. Anh cũng hay đi không cháu chiếc chở người anh em chở thì cũng đi ô tô, chứ còn gần thì chả nói, đây nhà anh ra vi ship thì chả nói, thì đi bộ đoạn ra thôi, còn đi xa xa nên đi ô tô. Đi ô tô thì mới nhậu hết mình với anh em được, chứ đi xe máy không nhậu thì lại dở, mà nhậu tới bến thì đi về không an toàn. Bữa nhậu mấy anh em chia đầu người, mỗi thằng hết 100-300, tập trung vào mỗi thằng hết 20 tiền taxi mà không bắt được để cho an toàn bản thân thì thôi. Bây giờ đi xe máy nhậu nguy hiểm lắm. Ơ mà tưởng là nhậu vi ship, chứ không nhậu vi ship thì thôi, nhậu vi ship thì họ cũng thu dọn về rồi. Hay là tại họ thấy mình live stream nhỉ? Có lẽ là họ thấy mình live stream họ thu dọn đấy. Mong sao không phải thế, mình chỉ ủng hộ thôi, mình là người dân ủng hộ họ làm đấy, nói thật thật tâm là mình ủng hộ họ làm vì không phải là những cái người đi bình thường như anh em mình hay công nhân nói đâu nhé. Một số báo thủ nó đi nó vê ga rồ ga kinh lắm, đường thì đường Nàng Bái mới mở, bê tông trơn láng rộng, thế là nó đi nó cứ bô thì độ đi khiếp lắm. Nếu mà cứ đứng này tháng đứng đôi ba lần là có khi là sạch các cái anh độ bô chạy qua làng đấy. Thôi nhá, họ rút về rồi nhá, anh em nào mà đi về thì có khả năng là về được rồi nhá. Cảm ơn anh em đã theo dõi like, cảm ơn anh em rất nhiều. Người ta làm như này những người đi ngủ ngáo là đúng rồi Hòa đại nhân ạ. Đấy thì ở cái tệ nạn đấy nó xảy ra tai nạn các thứ là bọn đấy nó đi ngủ ngáo là nó tắt điện đấy. Nói chung là mình không trách gì, chẳng qua nó đột ngột thì mình cũng nai để muốn anh em thì thông báo anh em có mũ thì nên đội vào, chứ nhiều số anh em đi đến cổng nhà mình này, cổng nhà mình đây này, xong bắt đầu mới giả cốp ra đội mũ, nhất là chị em công nhân ấy. Thôi nhá, chào mọi người nhá, chúc mọi người buổi tối vui vẻ ngủ ngon nhá. Tạm biệt mọi người, mình kết thúc video đây. Hẹn mọi người có cái biến gì thì gặp lại sau ở live sau nhá.